Hé lộ cuộc sống hiện tại của Lý Dịch Phong sau scandal mua bán rau răm khiến fan bật khóc. Sau một thời gian bay màu khỏi ngành công nghiệp giải trí của đất nước tỷ dân, mới đây một người bạn thân thiết của Lý Dịch Phong đã tiết lộ tình cảnh hiện tại của nam diễn viên khiến người hâm mộ xúc động bật khóc. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp giải trí Hoa ngữ đã và đang mạnh tay thanh lọc những nghệ sĩ vi phạm đạo đức và pháp luật. Điều này cũng đồng nghĩa với việc rất nhiều ngôi sao thuộc hàng đỉnh lưu của showbiz lần lượt bay màu nhanh chóng. Những cái tên nổi tiếng bị bay màu không thể không kể đến Trịnh Sảng, Ngô Dịch Phàm, Triệu Vi, Trường Chiết Hạng, Lý Vân Địch, Hoắc Tôn và Lý Dịch Phong. Điều bất ngờ nhất trong dàn nghệ sĩ bị phía Quảng Điện cũng như cơ quan chức năng quận Triều Dương Bắc Kinh sờ gáy đó chính là Lý Dịch Phong khi từng bị tạm giữ hành chính vì nhiều lần vi phạm pháp luật mua bán rau răm, thậm chí nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm bị chặn đường hoạt động. Từ một cái tên lưu lượng với hơn 30 triệu người hâm mộ trên nền tảng Weibo và thu nhập hàng năm lên đến hơn 170 triệu nhân dân tệ, gần 560 tỷ chỉ vì ham muốn của bản thân đã khiến Lý Dịch Phong rớt đài. Cũng sau bê bối bị phanh phui, bị tẩy chay, Quảng Điện phong sát từ đó đến nay gần một năm thông tin về Lý Dịch Phong hình như biến mất. Sau khi mất hút, những thông tin về Lý Dịch Phong cũng không còn, điều này khiến người hâm mộ của nam diễn viên lo lắng. Mới đây, một người hâm mộ của Lý Dịch Phong bất ngờ vào tài khoản của bạn thân của nam diễn viên mập mờ hỏi thăm tình hình của thần tượng. Điều bất ngờ, không lâu sau, cậu bạn thân của Lý Dịch Phong đã trả lời những câu hỏi của người hâm mộ Lý Dịch Phong và hé lộ rằng nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm sống vẫn tốt, biết được cuộc sống hiện tại của Lý Dịch Phong ổn định và tốt đã khiến nhiều người hâm mộ của anh xúc động rơi nước mắt. Lý Dịch Phong sinh năm 1987, anh là nam ca sĩ, diễn viên được nhiều khán giả yêu thích qua các bộ phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Oan Gia Kiếm Khách, Hòa Sắc Sinh Hương, Đạo Mộ Bút Ký, Ma Tước, Thanh Vân Chí, Kính Song Thành, Ám Dạ Hành Giả. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2022, Lý Dịch Phong bị phanh phui bê bối tình dục. Cụ thể, vào ngày 11 tháng 9, phía cảnh sát quận Triều Dương Bắc Kinh đã bất ngờ đưa ra thông báo cho biết một nam diễn viên họ Lý bị bắt tạm giam vì nhiều lần mua rau răm. Cũng không lâu sau đó, phía cơ quan chức năng cũng xác định nam diễn viên họ Lý không ai khác chính là Lý Dịch Phong. Tại cơ quan điều tra, Lý Dịch Phong khai nhận từng nhiều lần thực hiện giao dịch tình dục bất hợp pháp. Sau khi nhận tội, anh bị phạt hành chính và tạm giữ 14 ngày. Bên cạnh việc bị phía cảnh sát quận Triều Dương bớ, Lý Dịch Phong còn bị tung những đoạn clip khá nhạy cảm dài 3 phút hay 7 giây. Thậm chí Hot Girl Kiều Kiều cũng lên tiếng tố cáo nam diễn viên Lý Dịch Phong có đời sống tình ái phóng túng, cùng loạt tin nhắn cho thấy Lý Dịch Phong hẹn cô đến khách sạn để quan hệ trong thời gian đóng phim ở Hải Nam. Ngoài ra, cô còn tung ảnh chụp cận cảnh ngôi sao Chu Tiên, Thanh Vân Chí xem web đen và vào các hội nhóm đặc biệt tuyển phi phục vụ tình dục. Sau khi hàng loạt bê bối tình cảm của Lý Dịch Phong cũng như sở thích dục vọng cao của anh được phanh phui đã khiến danh tiếng hình ảnh của Lý Dịch Phong sụp đổ hoàn toàn. Từ một diễn viên được yêu thích nhất, Lý Dịch Phong lại bị CNN lên án tẩy chay kịch liệt, nhãn hàng quay lưng vội vàng hủy hợp đồng, gạch tên khỏi những dự án khiến nam diễn viên đối mặt với việc bồi thường lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các chương trình có liên quan Lý Dịch Phong đều bị bay màu hay những danh hiệu giải thưởng mà anh nhận được trước đó cũng bị tước. Trên mạng xã hội Weibo, cùng nhiều trang tin lớn, các từ khóa liên quan đến lùm xùm của tài tử 35 tuổi liên tục thu về lượt xem khủng, đứng đầu top tìm kiếm, bàn luận, trước làn sóng tẩy chay từ công chúng, không cần cơ hội trở lại làng giải trí.